Vậy lôi mẹ Hi, mình xin chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Thì hiện tại sáng hôm nay mình đang có mặt ở bãi chăm non Hồ Chi An nha các bạn. Thì hiện tại thì mực nước hồ hôm nay cũng ổn định rồi nha các bạn. Còn tình hình cá như thế nào thì mình chưa biết trước được các bạn ơi. Thì hôm nay mình sẽ câu thử ngày tới chiều rồi có gì coi cá như thế nào, có gì mình sẽ báo cá cho các bạn xem sau nha. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị đồ câu nha các bạn. Đồ thì mình đã ra đồ rồi nha các bạn. Mồi đồ mình đã trộn, pha mồi, trộn cám, đồ khoai lang đầy này nọ đầy đủ rồi nha các bạn. Bây giờ mình bắt đầu mình câu nha các bạn. Mời các bạn theo dõi mình câu nha. Các bạn xem video thấy hay thì các bạn cho mình xin một like, một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm nhiều video nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều. Cá lâm. Má thấy cái nhịp phao là biết cá linh rồi. Cá linh quá ngộ à. Nước đang chảy ra nữa. Bê tông đảo qua đảo lại liên tục đúng không? Vậy lôi má mẹ nó vậy mới đã. Mà sao cho sau nay đây cho nhỏ nhiều dưới trời. Nó sao cho nhỏ không anh? Thank you.
bay sống luôn. Nước chảy ghê. Má lại là Linh. Chiều rồi mình cũng gom đồ sửa soạn mình về các bạn ơi. Hôm nay thất bại rồi các bạn ơi. Chỉ được mấy con cá linh với lại mấy con trôi dồi nhỏ nhỏ rồi các bạn ơi. Đi săn rô phi chép mà hôm nay chép với rô phi lại không cá linh với lại trôi dồi vô phá quá các bạn ơi. Thôi mình gom đồ mình về mình hẹn các bạn video sau nha. Giờ mình bắt đầu mình gom đồ đây. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn video sau.
Giọng anh ta là vừa hai trôi hai linh. Anh có lấy gì nấu cho chó hay gì không? Anh lấy gì nấu cho chó không? Dạ rồi. Chó nhỏ nhỏ không bắt làm. Cho đỏ cho trắng anh, cho đỏ vô. Đúng rồi, cái linh cái đó lỡ già nó chỉ như vậy thôi. Bự hơn xíu nữa. Hôm nay Huy nó còn no mọi sao. Bước xuống rồi phải sang quần. Ước quần. Wow. Cái nước nóng dưới trời. Nước nóng hỏi à. Thank you.
anh ngồi coi em về trước nha.